Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc làm trung gian để quân đội Miến Điện gặp phe nổi dậy. Với sự dàn xếp của Trung Quốc, đại diện chính quyền quân sự Miến Điện gặp các nhóm nổi dậy trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục tổn thất nặng nề. Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Miến Điện dẫn lời phát ngôn viên chính quyền quân sự nước này xác nhận cuộc gặp nhằm tìm giải pháp chính trị cho xung đột. Ủy ban Điều phối Hòa bình và Thống nhất Quốc gia Miến Điện đã gặp các đại diện của các phe nổi dậy với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Dựa trên diễn biến của cuộc trò chuyện, có thể sẽ có một cuộc gặp khác vào cuối tháng này. Phát ngôn viên Do min Thu nói, ông cho biết họ đã gặp liên minh ba anh em gồm đội quân dân tộc Arakan, đội quân liên minh dân chủ quốc gia Miến Điện và quân đội dân tộc Tian, nhưng không nói rõ cuộc họp diễn ra khi nào, ở đâu và nội dung gồm những gì. Trong khi đó Trung Quốc nói rằng cuộc đàm phán hòa bình đã mang lại kết quả tích cực. Trung Quốc vui mừng cho thấy các bên xung đột ở miền Bắc Miến Điện tiến hành đàm phán hòa bình và đạt được kết quả tích cực. Đến nay giao tranh đã khiến hơn 360 dân thường thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải di tản. Theo tờ Irrawaddy, quân đội Miến Điện tiếp tục tổn thất nhân lực và mất nhiều căn cứ vào tay các nhóm vũ trang. Tiêm kích F16 của Hoa Kỳ rơi ngoài khơi của Nam Hàn. Một tiêm kích F-16 của Mỹ đã gặp nạn khi bay huấn luyện ở trên biển ở Nam Hàn. Phi công đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm ra ngoài. Tiêm kích F-16 lao xuống hoàng hải sau khi cất cánh từ căn cứ không quân ở thành phố Gunsan, cách Hán Thành khoảng 178 cây số về phía nam. Không quân Hoa Kỳ sau đó xác nhận là phi công đã phóng ghế thoát hiểm và đã được lực lượng thủy quân lục chiến của Nam Hàn giải cứu. Người này vẫn tỉnh táo trong tình trạng ổn định và được đưa về căn cứ Gunsan để kiểm tra kỹ hơn. Không quân Hoa Kỳ thông báo là sẽ mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của tai nạn. Tiêm kích đa năng F16 do General Dynamics phát triển từ thập niên 70 đã được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F16 có giá khoảng 30 đến 35 triệu Mỹ kim tùy theo biến thể. Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng giữa lùm xùm chính trị của Đảng dân chủ tự do Báo Asahi mới đây loan tin rằng ông Kishida đã quyết định thay thế 4 bộ trưởng và 11 vị trí cấp bộ trưởng khác trong nội các của ông. Giữa lúc công chúng bất bình về bê bối tiền gây quỹ, cáo buộc về các khoản tiền gây quỹ không được báo cáo đã đặt ra thách thức chính trị lớn nhất đối với Đảng Dân chủ Tự do kể từ khi đảng này trở lại nắm quyền tại Nhật Bản vào năm 2012, làm lung lay nền tảng chính quyền hiện tại của Thủ tướng Kishida. Trả lời các phóng viên trong nước, ông Kishida cho biết ông nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp thỏa đáng vào thời điểm thích hợp để khôi phục niềm tin của công chúng và ngăn chặn sự trì hoãn trong nền chính trị quốc gia. Theo Asahi, chánh văn phòng nội các Hirokazu Masuno, Bộ trưởng Thương mại Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nội vụ Junji Suzuki và Bộ trưởng Nông nghiệp Ichiro Miyashita nằm trong số những người sẽ mất chức. 15 giới chức được cho là nằm trong danh sách cách chức đều thuộc phe phái mà cố thủ tướng Abe Shinzo từng lãnh đạo, cũng là phe lớn nhất trong đảng Dân Chủ Tự Do. Các công tố viên đã điều tra nhóm nghị sĩ này vì cáo buộc che đậy hàng trăm triệu yên tiền gây quỹ mang mục đích chính trị trong 5 năm. Thái Lan bắt những hàng quán phải đo nồng độ cồn và giải rượu cho khách nhậu. Theo báo Bangkok Post, Ủy ban Quốc gia về chính sách đồ uống có cồn của Thái Lan mới đây đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn nơi nào mở cửa đến 4 giờ sáng phải đo nồng độ cồn và giải rượu cho khách hàng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Ông Santi Promvat là Thứ trưởng của Bộ Y tế Công Thái Lan, cho biết các nhà hàng, các quán ăn hoặc là địa điểm vui chơi có kinh doanh đồ uống có cồn phải xây dựng những khu vực giải rượu cho khách hàng có nồng độ cồn ở trong máu cao hơn mức là 50mg cho 1 lít. Vị thứ trưởng cho biết là các khách hàng say rượu sẽ đợi bên trong khu vực này cho đến khi nào họ đủ tỉnh táo để lái xe. Nếu khách hàng từ chối thì phía quán ăn phải liên lạc với bạn bè, người thân hoặc là cung cấp phương tiện di chuyển để đưa họ về nhà, và chi phí thì do khách hàng thanh toán. Ông Santi nhấn mạnh, các địa điểm nói trên cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của quốc gia, nhất là yêu cầu cấm buôn bán đồ uống có cồn cho người dưới 20 tuổi. Theo Đạo luật về địa điểm giải trí và mục thứ 29 của Đạo luật kiểm soát đồ uống có cồn của Thái Lan, Trước đó, phó thủ tướng Thái Lan đã cho phép các điểm vui chơi và ăn uống ở tỉnh Phuket, Chiang Mai, Chonburi, Bangkok và Surat Thani mở cửa cho đến 4 giờ sáng, mà trước đây là 2 giờ sáng, để nhằm thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế. Chính sách này cũng áp dụng cho các khách sạn ở trên toàn quốc. Trung Quốc muốn xây tàu điện không đường rầy ở thủ đô mới của Indonesia. Hiện chính quyền thủ đô mới Nusantara của Indonesia đang tích cực thu hút các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng hệ thống giao thông của thành phố thủ đô mới từ dịch vụ taxi hàng không đến tàu điện không đường ray. Chính quyền thủ đô mới Nusantara cho hay dự án tàu điện không đường ray có thể sẽ có sự tham gia của một công ty Trung Quốc, song không công bố thêm chi tiết về danh tính của nhà cung cấp công nghệ Trung Quốc này. Mới đây, Phó Chủ tịch Chính quyền thủ đô mới, ông Mohamed Ali Berawi cho biết, tàu điện truyền thống thường có đường rầy, nhưng hệ thống vận tải đường sắt tự động này thì không. Nó sử dụng cảm biến và đi theo vạch kẻ đường, vì vậy nó sẽ không can thiệp vào các phương thức vận tải khác. Trao đổi với báo giới, ông Ali cho biết thêm rằng hệ thống vận tải đường sắt tự động mang tên ART sử dụng công nghệ phát hiện ánh sáng cảm biến và phạm vi, tức LIDAR, cũng như hệ thống định vị toàn cầu GPS, Hiện Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào Indonesia. Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức FDI, lớn thứ hai ở Indonesia trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2023, với gần 5,6 tỷ Mỹ Kim. Trung Quốc đã giúp Indonesia xây dựng tuyến tàu cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á, thường được gọi là WUSH, và là một phần của sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Nam Hàn tiếp tục ghi nhận xu hướng giới trẻ trì hoãn kết hôn, theo hãng tin Yonhap, số liệu do cơ quan thống kê Nam Hàn công bố mới đây cho thấy là số cặp đôi mới kết hôn ở quốc gia này đã giảm trong năm ngoái và tiếp tục ghi nhận xu hướng là giới trẻ nước này trì hoãn kết hôn. Theo số liệu, số cặp đôi kết hôn hợp pháp ở tại Nam Hàn trong vòng 5 năm tính cho đến ngày 1 tháng 11 năm ngoái là 1 triệu 32 ngàn cặp, giảm 6.3% so với năm 2021. Con số này giảm liên tiếp trong nhiều năm qua, từ 1.47 triệu trong năm 2015 xuống còn 1.38 triệu vào năm 2017, tiếp tục giảm xuống là 1.26 triệu vào năm 2019 và 1.1 triệu vào năm 2021. Ngày càng nhiều người trẻ Nam Hàn trì hoãn hoặc là không kết hôn do khó khăn về kinh tế như là giá nhà tăng và tình trạng thất nghiệp ở trong giới trẻ. Trong số cặp kết hôn lần đầu tiên, 46.4% không có con gia tăng đến 0.6% so với năm 2021. Số trẻ em trung bình sinh ra của các cặp mới kết hôn giảm xuống là 0.65 trẻ so với là 0.66 trẻ được ghi nhận vào năm 2021. TikTok mở lại được dịch vụ bán hàng ở Indonesia nhờ liên doanh với công ty nội địa. TikTok của Trung Quốc vừa mở lại dịch vụ bán hàng trên mạng ở Indonesia nhờ hợp tác với GoTo của nước chủ nhà công ty mẹ ByteDance phải bỏ ra 1,5 tỷ Mỹ Kim tiền đầu tư dài hạn vào nền tảng thương mại điện tử Tokopedia thuộc GoTo ở Indonesia. Tháng 10 vừa qua, TikTok Shop, dịch vụ bán hàng trên mạng của công ty này, phải đóng cửa ở Indonesia sau thay đổi quy định của chính phủ, dù đã có hơn 125 triệu người dùng ở quốc gia đông dân nhất ASEAN, TikTok phải chấp nhận tham gia thị trường đó liên doanh với công ty bản địa. TikTok sẽ mua hơn 75% cổ phiếu của Tokopedia và liên kết mảng kinh doanh của TikTok Shop với công ty Indonesia. Tokopedia thành lập năm 2009, thuộc tập đoàn GoTo của Indonesia, vừa ra thông cáo báo chí với TikTok nói rằng họ sẽ cùng nhau quảng bá cho hàng hóa Indonesia. Thỏa thuận này đạt được sau khi quy định mới của chính phủ Indonesia của Tổng thống Joko Widodo ra lệnh cấm bán hàng trên mạng xã hội nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ của Indonesia. Tokopedia, Shopee và Lazada là các trang mạng đã có sự hiện diện mạnh ở thị trường này cho tới khi TikTok vào Indonesia 2 năm trước. TikTok bị cấm một phần hoặc toàn bộ ở một số khu vực công tại Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu vì lý do giới chức các nơi đó cho là nguy hiểm về an ninh liên quan tới chính phủ trung quốc và đó là những bản tin á châu chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin việt nam sau một số thông tin thương mại xin mời quý vị vẫn giữ màn hình